mà dài con kia. Xin chào các bạn, xin chào để đón dõi theo chương trình NI News. Tôi là Diệp Trung Giai, lớp học giảng dạy tiếng Hoa. Hôm nay mình sẽ dẫn bạn đến U Vân Phủ tại Tùng Sơn của Đài Bắc, Đài Loan. Tại mình sẽ dẫn cái chỗ này là nơi bán sỉ quần áo lớn nhất tại Đài Loan. Nên hôm nay mình sẽ giảng dạy một số câu từ vựng và câu để bạn hiểu biết mấy chỗ này cần dùng từ nào, dùng câu nào để bạn có thể đối thoại với người tại địa phương. Để tiếp theo để mình vào từ vựng thứ nhất, đó là quần áo. Quần áo. Quần áo. Quần áo này trong tiếng Hoa có nghĩa là y phụ. Y phụ. Nên khi mà bạn mua xong quần, mua xong áo thì bạn phải mua gì? Mua quần đúng không? Thì để mình dạy bạn nha, bạn phải mua quần. Quần. Khu zi. Khu zi. Con gái thích mặc quần thì con gái cũng muốn mua váy đúng không? Thì bạn muốn mua váy. Váy. Chuyển zi. Chuyển zi. Khi bạn mua xong váy thì bạn cần một cái áo khoác. Thì khi tại Đài Bắc bây giờ là hơi bị lạnh, tại đó trong mùa đông, thì mình phải dạy dạy từ áo khoác. Áo khoác. Wài thọ. Wài thọ. Rồi bạn mua được áo khoác rồi thì tiếp tục bạn phải đi mua thêm một cái áo mặc bên trong, đó là áo len. Áo len. Mão y. Mão y. Khi bạn mua xong áo len thì đầu bạn cũng sẽ lạnh đúng không? Thì nếu mà sợ đầu lạnh phải mua cái gì? Mũ. Mũ. Mao zi. Mao zi. Rồi, bạn mua xong mũ rồi thì bạn mới có giày để mang, để chống lạnh cho chân. Thì bạn mới mua giày. Giày. Xie zi. Xie zi. Rồi, có vậy, có giày, có áo, có mũ rồi thì mình để dạy mấy bạn mấy câu để đối thoại với người địa phương nhé. Rồi, bây giờ bạn muốn mua với người địa phương thì bạn phải học từ mua. Mua. Mãi. Mãi. Rồi, khi bạn mua xong rồi thì bạn phải học họ nói bán bao nhiêu đúng không? Thì bây giờ mình dạy chữ bán. 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 Ý nghĩa của tiếng Hoa nó là mãi. 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 Rồi, khi bạn biết bạn muốn mua nó rồi thì mình phải hỏi nó bao nhiêu tiền. Thì mình bây giờ học từ bao nhiêu tiền. Bao nhiêu tiền. Bao nhiêu tiền. Tuo sào qian. Tuo sào qian. Tuo sào qian. Rồi khi bạn hỏi không nó bao nhiêu tiền rồi thì có người sẽ hỏi bạn muốn từ cái câu hoàn chỉnh nhất khi mình dùng cái từ vựng mình có thể ghép lại nha. Câu thứ nhất là bạn muốn mua váy không? Bạn muốn mua váy không? Bạn muốn mua váy không? Ni xiang mai quyến zi ma? Ni xiang mai quyến zi ma? Ni xiang mai quyến zi ma? Rồi, khi bạn muốn, bây giờ bạn muốn mua thì bạn cũng có thể hỏi người ta cái váy này bao nhiêu tiền đúng không?
Mẹ mới hỏi như thế nào? Cái váy này bao nhiêu tiền? Cái váy này bao nhiêu tiền? Cái váy này bao nhiêu tiền? 这个裙子多少钱? 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 Lớp học hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe và học giảng dạy. Xin chúc mừng bạn có thể học thêm nhiều câu mới. Cảm ơn.